Dạ vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là cái dòng Kia Soluto nhá. Cái xe mà anh em đang xem đó là cái bản AT Deluxe anh em nhá. Thì trong video ngày hôm nay cũng đã là vào giữa của tháng 4 rồi. Em sẽ cập nhật cho anh em về cái giá xe cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại của dòng Kia Soluto này ở cái thời điểm mà anh em đang bắt đầu là chạy thuế, mua xe đặt xe bây giờ để chạy thuế anh em nhé. Cái chương trình giảm thuế trước bạ của nhà nước sẽ không còn nhiều nữa, nên là anh em có tận dụng cơ hội ở trong cái thời điểm này để đặt xe cũng như là để lấy xe sớm anh em nhé. Dòng Kia Soluto này sẽ là có 4 phiên bản cho anh em lựa chọn, đó là phiên bản Luxury này, phiên bản Deluxe này, thì bản Deluxe thì có phiên bản AT Deluxe và MT Deluxe. Đó, và phiên bản cuối cùng là phiên bản MT. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ở Hà Nội nhé, cũng như là ở tỉnh, và tính cho anh em mua qua trả góp. Đó. Thì không để anh em chờ lâu nữa, em xin phép được đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em. Và để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái bản MT đi. Cái bản này thì hiện tại cái giá của nó đang là 369 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì cái bản MT này đang có giá lăn bánh tại Hà Nội là 398 triệu. Còn mua qua trả góp ấy thì anh em cần chuẩn bị cho em là 120 triệu ạ. Còn lăn bánh ở tỉnh ấy thì nó vào khoảng là 384 triệu. Và mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 98 triệu ạ. Ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản MT Deluxe nhá. Cái bản MT Deluxe này hiện tại cái giá của nó đang là 404 triệu. Để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 438 triệu. Và mua qua trả góp ý, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 130 triệu ạ. Còn lăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại nó đang là 423 triệu. Còn mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 108 triệu ạ. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em ý, nó bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Những cái khoản mà em chưa tính vào cho anh em ý, đó là cái khoản chi phí dịch vụ. Hay còn gọi là chi phí nó tay ấy. Nó tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an. Thực ra nó cũng không đáng bao nhiêu đâu ạ. Cái khoản nữa mà em chưa tính cho anh em, đó là cái khoản bảo hiểm thân vỏ. Cái bảo hiểm này nó là cái bảo hiểm tự nguyện, nên là anh em có muốn mua hay không là tùy vào sự lựa chọn của anh em. Còn anh em mà mua qua trả góp ấy thì mới bắt buộc phải mua nhá. Và nó tối thiểu là 1 năm. Và cái con số mà tính mua qua lăn bánh nhà em đã chuẩn bị cho anh em là đúng và đủ anh em nhá. Ok. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản AT Deluxe ạ. Cái bản AT Deluxe này thì hiện tại cái giá của nó đang là 444 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì anh em cần chuẩn bị cho em để lăn bánh ở khu vực Hà Nội thì nó đang vào khoảng 488 triệu. Còn mua qua trả góp ấy thì anh em cần chuẩn bị cho em là 142 triệu ạ. Còn lăn bánh ở tỉnh ý, thì hiện tại nó đang là vào khoảng 472 triệu. Còn mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 120 triệu tròn. Đó. Tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản cao cấp nhất của cái dòng Kia Soluto này. Đó là cái bản AT Deluxe nhá, AT Luxury nhá. Cái bản AT Luxury này thì hiện tại cái giá của nó đang là 474 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 520 triệu ạ. Còn mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 149 triệu ạ. Còn lăn bánh ở tỉnh ấy, thì hiện tại cái giá của nó đang vào khoảng 502 triệu. Và mua qua trả góp thì anh em cần chuẩn bị cho em là 126 triệu. Đó. Những cái khoản mà em tính vào cho anh em ấy, nó bao gồm tiền thuế trước bạ này, tiền biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Những cái khoản mà em chưa tính cho anh em, đó là cái khoản bảo hiểm thân vỏ.
Cái bảo hiểm này nó là bảo hiểm tự nguyện mà, nên là anh em mua cũng được mà không mua cũng không sao anh em nhá. Đó, vừa rồi là em chia sẻ cho anh em bốn cái phiên bản của cái dòng Kia Soluto này. Đó, thì ở cái thời điểm này anh em nên tận dụng vào cọc sớm để lấy xe về và chờ xe về để được hưởng ưu đãi thuế trước bạ của nhà nước anh em nhé. Dạ vâng, em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau ạ.